chào tất cả mọi người. Hiện tại là Thép đang có mặt tại thôn Hòn Thiên, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Chị đã chia sẻ cho mình là như là chị sanh 6-7 đứa con gì đó, mà hiện tại là gần đi học rồi nhưng mà vẫn chưa có tiền đóng tiền học. Chị rất là khó khăn. Hôm nay mình sẽ tới cái làng này, mình tới thăm hỏi gia đình coi thử như thế nào. Nếu mà giúp được thì mình giúp nha các bạn. Thấy hoàn cảnh thì chia sẻ 30 mấy tuổi hay sao mà sanh 6-7 đứa luôn. Trời ơi, chưa bao giờ mình nghe luôn. 30 mấy tuổi sanh 7 đứa con. Thì mời tất cả mọi người hãy đồng hành cùng Thép để tìm hiểu cái câu chuyện như thế nào nha. Hiện tại là Thép đang có mặt tại làng Hòn Thiên các bạn. Mình đi trên đường, mình vô tình mình phát hiện ra những cái bức tranh mà không biết. Những bức tranh nhìn rất là nghệ thuật và rất là đẹp luôn. Nhìn vẽ rất là đặc, đẹp và rất là tinh xảo luôn. Được vẽ trên một cái bức tường như thế này. Không hiểu ai có thể nào mà đầu tư như vậy, khủng khiếp các bạn. Ôi, ở dưới kia lại có một bức nữa kìa. Nè, sau này gặp lại nhau khi hết dịch, thành phố bé thế thôi mà tìm hồi chẳng được, đưa nhau đi trốn dịch. Rồi, đẹp kinh luôn. Hai bức rồi nè. Có vẻ là cái ngôi làng này nhìn rất là đặc biệt luôn. Ở đây lại có một bức nữa nè. Một bức tranh cây dừa rất là to luôn, vẽ trên tấm cửa luôn kìa. Đẹp không các bạn? Trời ơi, vẽ hết cả nhà đây luôn nè. Ở đây lại có một bức nữa. Bức này bức đại bàng này. Ôi, ở đây có một tấm bảng là đầm nại lối tham quan núi Hòn Thiên. Núi Hòn Thiên vậy là nó đưa cái mũi tên qua đây. Núi Hòn Thiên nằm cạnh bên đây. Dạ con chào chú. Má thấy cú đâm thiếp. Chú tao cho coi tao thấy mày hoài mà. Chú cho con hỏi là mà ai cho mày ra đây mới được chứ. Chú cho con hỏi là sao con vô cái làng Hòn Thiên này con thấy những cái bức tranh như thế này là sao chú? Mày mới biết đây mày không coi gì ở trên đó làng Bích Hòn Thiên, mày không coi một cái gì à. Tao là coi trên đó thì tao thấy mày hoài, tất cả các chương trình của mày đi là chỗ nào tao dạ coi hết á. Thì bữa con đi xuống quay hoàn cảnh thì con thấy lạ đó. Mà không có cho quay. Hả? Bữa nay rồi con chịu khó con đi giờ. Dạ. Ấy là không có cho quay bức tranh này hả? Không có cho quay bất kỳ một cái gì hết luôn. Sao vậy? Tại tình hình dịch bây giờ với lại đám tang đám rộn này nó có nhiều vấn đề. Dạ. Rồi ở Hồ Hải nó mới nổ ra một cái vụ một ca nữa. Dạ. Thành bây giờ chú phải quản lý chặt chẽ. Ủa là cái này tranh này của ai? Tranh này của tư nhân đó. Nhưng mà đã xin phép xã, xin phép huyện rồi. Cái này là thuộc của tư nhân, đụng vô là nó đòi lấy tiền á. Tại vì chương trình bữa nay là trừ trường hợp á nè, của phóng viên bên này bên nọ này kia nọ khác mới được, chứ còn không là không có được. Tao thấy ai giống. Ủa sao mà họ vẽ ra là họ không cho mình quay là sao ta? Không phải là không cho. Cái này nói chung là chú nói với thằng Thép nè, cái này là tao vẽ gần giống như là hợp đồng này. Khi dạ mà tới chụp hình quay phim dạ thì mua một cái vé 20 ngàn. Mua vé hả? Vé có nghĩa là cái những người là người ta làm ra đó. Rồi con hiểu rồi, con hiểu. Mình phải đóng cho người ta. Rồi cái người mà vẽ cái này là nhà ở đâu? Nhà nó đi. Rồi cảm ơn chú nha. Nhưng mà không có cho. Chú đi, chú đi. Chú là trưởng thôn. Chú không cho, bữa nay không có chụp hình quay phim gì hết. Dạ con hiểu rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Thì ra là có một ông chủ đầu tư những cái bức tranh như thế này để thu tiền khách du lịch, người ta tới check in sống ảo rồi thì hàng về mình thấy ủa sao trên nhà mà sao lại người ta lại bỏ đầu tư là vẽ một cái bức tranh mà để như vậy được. Thì ra là vậy, đi xung quanh làng Hòn Thiên này ra đây luôn. Trời ơi cái bức tranh này các bạn nhìn này,
vẽ cái cửa mà lần đầu mình nhìn vô mình tưởng là cái cửa thiệt không à. Đường dài, đường còn dài ta cứ đi thôi. Trời ơi, đẹp kinh luôn. Phải nói là ông chủ đầu tư này cũng chịu chơi thiệt. Không biết là ông vẽ cái dự án này là bao nhiêu ngàn USD đây. Cái này mà đứng lên chụp hình thì còn được bằng nữa. Đúng các bạn. Đây là cái ngôi làng mà là để lại ấn tượng rất là sâu sắc đối với Thép luôn. Lần đầu tiên bước vào ngôi làng mà toàn là tranh không. Đây có một cái bức tranh đồng quê. Bốn đứa trẻ đang thả diều. Lúa chín. Nhìn có vẻ rất là đẹp luôn. Gợi nhớ cho chúng ta một cái cảnh tuổi thơ. Thả diều mà ở trần mặt đùi nữa các bạn. Đặc biệt là vẽ gần cái cây bông màu vàng luôn kìa. Lúa vàng luôn, rất là hợp lý luôn. Trời ơi. Thả hồn vào bức tranh nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Ê, ở đây có một cái bức tranh hay nữa nè. Trời ơi, tuổi thơ của mình nè các bạn. Lấy cái bánh xe mà lấy theo cái cây mà rượt theo cái bánh xe mà đánh bật á các bạn. Ngày xưa hay mình hay chơi trò này đó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 anh thanh niên chơi trò bánh xe. Lâu hôm rồi mình mới thấy được cái tuổi thơ của mình luôn á. Không biết là các bạn ngày xưa có chơi cái trò này không? Trò này chơi rất là vui luôn. Đẹp ghê. Chăm sóc gà hả anh? Chăm sóc gà hả? Trời ơi, vợ có chăm gì không? Vợ có chăm như gì không? Vợ cũng có. Em thấy trong cái làng Hòn Thiên mình nhiều bức tranh ghê anh. Ai là mình tự bỏ tiền ra mình đầu tư hay là có người đầu tư anh? Có thiện trong làng này. À đầu tư hả? Đó, từng like. Dạ đầu tư ở đây là khoảng bao mấy trăm ngàn USD anh hay là? Có mấy trăm. Mấy trăm triệu hả? Trời, chịu khó đầu tư hả? Gà đẹp ghê. Gà cho gà là sáng là phải ra phải quét nghệ phơi nắng. Em nghe nói mấy người chơi gà chăm sóc gà còn kỹ hơn chăm sóc vợ nữa mà phải không? Cảm ơn anh nhiều nha. Em xin phép em đi. Chào chị. Chào anh. À, nhà chị em đây hả? Dạ, nhà em ở đây. Nãy giờ tiền quá trời tiền luôn. Ủa, nhà chị đông quá vậy? Dạ, nhà em 5 hộ lận. 5 hộ là sao? Dạ, 5 hộ khẩu, 5 người. 5 gia đình ở trong dạ. Cái nhà này hả? Dạ, 5 gia đình. Rồi. Cái nhà chút xíu mà 5 gia đình ở. Dạ. Là tổng cộng 5 gia đình đó bao nhiêu người? 4 chị em gái vào đây mà bà già nữa là 5 người. Là 5 người, dạ. Ý là tổng cộng hết luôn á, là bao nhiêu người? Học. Còn bé đây 3 đứa, còn em 6 đứa. Chị 3 đứa, dạ. Còn chị này 6 đứa. Dạ. Còn con kia 4 là 9 đứa. Dạ. 9 đứa với 4 là 13. Dạ. Ai nữa? Dạ, cái con kia 2 đứa. 2 đứa nữa là 15. Dạ, con kia 3 đứa nữa. 15 với 3, 18. Dạ. 18 người mà ở trong cái nhà nè. Chút xíu xíu à, 18 người. Rồi, không thể nào tưởng tượng nổi luôn á. Rồi nhà chị em không có đất có đồ hết không chị? Dạ không. Không có ai có đất hết. Rồi khổ ghê. Ừ, chồng cũng khổ. Dạ. Đây nữa. Dạ, còn nữa chẳng hạn học lớp 6 nó mới chạy ra đây kia anh. Trời ơi. Kêu ông chồng ra chơi. Ra đây anh. Anh bị sao? Cái tay em bị sao vậy? Dạ, đi làm hồ anh. Trời ơi, biết gì là đem thuốc xuống cho anh sức rồi. Dạ, cổ lưng lùi bị hết luôn anh. Bị gì, ấn hồ hả? Dạ.
Anh mặc áo gì em coi? Để áo bận vô anh. Ủa, dị ứng hồ. Rồi con chị đâu đi tập trung hết cho em coi. Ủa, Bảo đâu anh? Là cái nhà này Bảo không? Cái nhà này hiện tại là bao nhiêu gia đình ở trong nhà này? Dạ, 4 đứa em. Còn tụi con Bảo không đó không? 4 người em ở trong cái nhà này? Dạ. Anh tự ra. Anh tự anh tự ra rồi anh Bảo ra hai đi ngõ đi nè. Rồi cô là mẹ của chị này. Dạ. Rồi hai người kia là em của chị nữa. Dạ. Một cái nhà có chút xíu xíu mà 4 người dạ. Ở luôn. Còn bên đây? Dạ, nhà của người ta rào lại. Bên đây của người ta. Dạ, năm nay người ta rào. Lấy bánh đây em ơi. Đây con cũng tạt tụi quýnh á. Bảo Tự để đây hết rồi. Kìa chú cho con. Để chú cho bánh con cho con này. Rồi thường ngày công việc chính của chị làm cái gì? Dạ em đi biển. À chị đi biển, anh đi phụ hồ. Dạ. Chú cho bánh cho con này. Rồi con nào đứa nào của là cái này anh. Chào chú luôn. Con học lớp mấy rồi? À lớp 6. Một đứa, đứa đầu. Còn đứa nữa trên gác. Còn đứa nào kêu nó xuống đây luôn. Dạ, tự xuống. Này con ăn cái này, con ăn cái nào? Con thích ăn cái nào? Để đây kêu anh dời nha này. Cho con ăn cái này. Ừ, con lấy đi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú đi con. Ừ. Chú cho kẹo ăn này con. Nữa. Còn mấy đứa nữa? Bé Nga. Bé. Bé hả? Là sổ khẩu nhà mình đâu? Dạ, ở trong nhà nè. Hai vợ chồng bao nhiêu tuổi rồi anh? 40 mấy à? 40 mấy và 7 đứa con hả? Rồi. Sao anh để giữ vậy? Nhà không có chỗ ở khổ rồi mà làm lòng 7 đứa luôn. Đi ra con, đi ra đây. Đi ra chút ra tiền. Một, hai, ba, bốn. Còn ba đứa nữa. Dạ, ba đứa nó chạy ra kia kêu anh. Bảo! Kêu anh tự vậy con? Ở trong nhà anh cậu đi ăn á. Có chạy vô đây. Ở đây đâu mất hết rồi, đâu hết rồi. Một đứa, hai đứa, ba đứa. Bốn đứa, năm đứa. Sao có năm đứa vào sổ à? Dạ một đứa con riêng nữa nằm bên kia, nằm trên đâu vào ngoài. Con riêng của ai? Dạ con riêng của em. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chết hết một đứa nữa ở trên bàn thờ. Là tổng cộng 8 đứa. Chị em năm bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 84. 3 mấy. 30 mấy? 84. Dạ. 30 mấy tuổi, 8 đứa con. Trời. Rồi con chung với anh là dạ, 5 đứa. Con chung là 5 đứa. Dạ, 6 đứa mà chết hết 1 đứa. Bây giờ là con chung 5 đứa. 6 đứa mà mất hết là 1 đứa rồi. Mất hết 1 đứa. Còn 5 đứa. Rồi con riêng 1 đứa nữa là 7 đứa. À, đừng con. Con này. Con xâm nè. Chủ hộ là Nguyễn Thị Thúy Hồng Sang. Dạ. Là ai? Dạ, em. Là chị á. Chủ hộ là nữ. Dạ. Chồng là Phạm Văn Trọn. Dạ. Con nè, Nguyễn. Dạ. Nguyễn Khắc Lâm một đứa nè. Nguyễn Khắc Tự hai đứa nè. Nguyễn Khắc Bảo ba đứa nè. Phạm Thị Bảo Ngà bốn đứa nè. Phạm Bảo Ngân năm đứa nè. Đi ra kia cho chị. Là 5 đứa con. Yeah.
Rồi có đứa nào đi học không chị? Dạ có, thằng đây với lại thằng Tự đi học lớp 7, thằng đây lớp 6 mà bữa giờ đi đóng tiền trường, đi ra đóng tiền học mà em có tiền đóng. À. Cho lại ba nó tay chân đi làm, bữa giờ cả tuần nay không đi làm ra tiền nữa. Ủa anh Bảy Sơn ngồi đây, coi cái đưa em đây bị dị ứng rồi. Đưa tay ra em xem coi. Ôi cái tay này. Bị dị ứng xem ăn hả? Hồi giờ mình có bị gì không? Bị. Lâu rồi, đúng rồi, bị. Làm hồ rồi bị rồi. À, sao giống cái này giống bị chàm thổ đĩa với ta? Sao làm xi măng nó bị vậy á? À. Lâu lâu nó bị hay sao? Một, làm xi măng lâu lâu là bị à. Một năm nó bị bao nhiêu mấy lần? Được thì hai lần cũng có. Có mũ luôn kìa. Dạ, có mũ có nước không? Cái này nó bị nặng nè. Rồi nó bị nặng chứ. Nó bị gì thôi chứ. Sao mà đi làm được. Rồi bình thường là chị có anh đi làm phụ hồ là chị có đi biển là chị... Dạ. Bình thường chị có đi không? Dạ có. Anh đi cũng được 170-180. Mà giờ dịch bệnh nó rào nó cho em đi xuống biển nữa. Em nghe thầy. Thầy ơi, coi giùm con bệnh này bệnh gì vậy thầy? Ông này ông đi làm phụ hồ á, mà tay chân ổng gì nè? Đi coi. Bị gì? Thầy nó vô rồi, bị nến hả? Người anh có cái bị chỗ nào nữa không? Giang áo lên dèm, đứng lên, giang áo lên dèm rồi. Đứng lên. Bay cái bụng vô bị à. Đứng lên, giang áo lên. Giang áo lên. Ở dưới giang lên. Bụng thì bình thường. Bị ngay cổ sơ sơ với hai cái tay rồi thầy à. Sau lưng nữa. Nhưng mà nói ông giờ chữa rồi, mà ông đi phụ hồ thì ông bị lại à. À. Dạ. Ừ. Nó bị hai tay không à? Ở ngoài sau lưng. Thì con quay ổng đi rồi cái gì rồi quay ổng đăng đi rồi để gầy thử thầy cho ổng. Dạ. Đang đi xin tiền cho ổng để đổi người khác đi. Đổi người khác hả? Bây giờ mình anh làm thợ hồ hay phụ? Phụ. Bây giờ anh đổi qua thầu rồi. Được không? Đổi qua thầu đứng chỉ người ta làm ấy. Nó ổng kiếm mấy nghề khác là làm đi rồi tí nữa con à. Thầy rồi nhắn tin thầy gửi thuốc cho ông. Dạ dạ ok nhà. Thầy biết không, nhà chị 30 mấy tuổi mà đẻ 8 đứa con. Trời ơi, tí con quay ổng luôn đi. Ờ, quay ổng đi rồi để đăng mạnh thường quân cho tiền ông khởi nghiệp. 30 mấy tuổi mà 8 đứa con nè. Trời ơi. Lần đầu tiên con thấy luôn á. Lớn đổi nghề đi rồi xin tiền mạnh thường quân cho ông gọi thuốc đó, thầy lo, thầy cho. Rồi giờ thầy vô cố gắng giúp đỡ cho con cái vấn đề thuốc nha. Cho ổng có ổng lát con đưa cho. Lát con đưa cho. Gửi địa chỉ thầy mới gửi thuốc được. Lát con đưa. Mà ổng là bây giờ lo lo động chính nè, mà tay ổng gì ổng đâu đi làm được, mà ông trong khi đó ông 8 đứa con. 7 đứa con chứ. Đâu làm được. Chứ vợ nữa. Là 8 người, ổng nữa là gần chục. Mà cái con đang tới con giúp ổng đi. Dạ dạ ok, cảm ơn thầy nha. Dạ 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 ok. Dạ. Ok rồi. Dạ. Thầy Hải cũng rất là tốt bụng luôn. Con đang giúp ổng đi còn thuốc để thầy lo. Bây giờ là cái vấn đề thuốc á là em có thầy lo cho anh rồi. Nhưng mà khi mà anh tha thuốc á là anh không có đi làm nữa. Dạ tao nghĩ chứ mới đó chứ. Nói chung là anh phải đổi nghề chứ anh mà làm phụ hồ nữa là không thể nào mà thuốc tha không bao nhiêu cho đủ hết. Phải đổi nghề. Ví dụ như mình đang phụ mình đi phụ hồ giờ mình kiếm cái nghề khác mà nó không có liên quan tới dơ bụi đồ á. Bây giờ anh còn cái nghề nào nữa không? Ai đây đâu có làm đâu, đi phụ hồ chứ. Anh đi biển đi, đi biển nó tiếp xúc với là nước biển nhiều khi nó không có nó sát khuẩn da khuẩn mình. Ở đây gần biển không anh? Dạ gần. Ngày nào cũng xuống tắm lần à? Cứ canh chiều hay canh sáng thì xuống tắm một lần cho nó sát khuẩn đi hết tất cả những cái da của anh. Rồi cái thuốc của thầy Hải tha vô thì nó anh sẽ đỡ. Trong thời gian tha vô là đỡ liền luôn. Này là bị vẫy nến này, thầy nói là bị vẫy nến. Bị bao năm bao lâu rồi? Cách đây 10 ngày. Còn trước kia 10 ngày là không bị hả? Không bị sao rồi bớt rồi bị lại đi làm hả bị rồi. Dạ. Đi làm nó bị hả? Rồi.
quậy nến là không chữa là coi như xong luôn. Và bữa nó lan hết người coi như xong. Lúc đó hết thuốc chữa luôn. Lúc đó bỏ ra tiền tỷ chữa không nổi nữa. Bệnh này thế giới bó tay mà. Nhưng mà Việt Nam mình chỉ có thầy Hải, ông không làm được thì thôi luôn rồi. Nhưng mà thầy Hải mà không chữa được là thôi, không có uống thuốc nào hết nữa các bạn. Nhưng bây giờ là giai đoạn đầu đỡ nha. Và bữa nữa tới nó thời điểm mà nó lan hết người nè, nó ăn lên đầu, nó rụng tóc, rụng đồ lum hết. Rất là kinh khủng luôn, nó nghe tôi quậy nến này thôi luôn. Rồi một lát nữa đưa cho em địa chỉ, em đặt thuốc nha. Nhắn cho cái địa chỉ luôn. Thôn Thiên xã Tân Hải. Đưa cái sổ hộ khẩu em lấy địa chỉ cái. Là cái chứng minh của chị đâu? Lấy chứng minh em lấy địa chỉ luôn thôi. 1, 2, 3, 4. Còn ba đứa nó đi cho là hả? Nguyễn Thị Thúy Hồng. Hồn Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Thầy ơi, cái địa chỉ nhà của chị ấy nè, Nguyễn Thị Thúy Hồng Sang. Ở cái đây là Hồn Thiên Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận nha thầy. Em sẽ gửi cái số điện thoại qua cho. Thầy cố gắng giúp đỡ thuốc cho gia đình nha. Cắt hả chị? Số điện thoại chị, số mấy em quên rồi? Số nãy em điện cho anh. Số 92 đúng không? 98. À, 98 đúng rồi. Rồi đứa con chị là đứa nào đi học đâu? Dạ thằng nãy với lại thằng kia nữa, mà nó chạy đi đâu em cũng biết nữa. Đâu? Qua đây con. Con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 6. Học sinh giỏi hay học sinh gì? Hả? Học sinh giỏi hay học sinh yếu? Sinh yếu. Sao lại học sinh yếu? Mê chơi game phải không? Không có. Chứ sao lại học yếu? Không học kèm. Không học kèm hả? Dạ. Họ chú họ đó, ngày xưa chú cũng đâu học kèm đâu. Chú tự học không à. Mà chú cũng học giỏi đó. Học lớp 2 nghỉ chứ mấy. Nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi năm nay lên lớp mấy? Lớp 6. Năm à nay là lớp 6, tưởng đâu năm nay lớp 7, còn đứa nào nữa, đứa nào đi học nữa? Dạ, thằng kia học lớp 7 mà lớp 7 mới chạy đi đâu rồi hả? Dạ, chạy đó. Chạy đi cả ngày đi mà mấy cái đường buôn bắt ốc này à. Một cua bắt ốc đi cả ngày vậy á. Dạ, đường buôn bắt nhà. Rồi còn mấy đứa nhỏ này là chưa đi học? Dạ, chưa, con biết đi học với giáo mà chừng nghỉ hè á, cho nghỉ hè. Dạ. Tướng tá là cũng to tê người ta. Ráng học 12 hết lớp 12 nhà khổ nghỉ đi làm phụ ba mẹ cũng được. Chứ bây giờ mà con học lớp 6, lớp 7, giờ bữa con nghỉ là con khổ nữa. Nghe không? Học lớp 6, lớp 7 là giờ bữa nó nghỉ là không biết làm gì luôn á. Lúc đó chỉ có đi phụ hồ với ba thôi á. Còn con ráng con học lớp 12, sau này con lớn lên con cũng dễ xin việc làm nữa. Nghe không? Hứa không? Con hứa không? Sao hứa? Hứa chú mới cho hỗ trợ tiền con đi học thì chứ. Hả? Hứa không? Hứa. Con đi học và con đi xe gì? Đi bộ. Đi bộ. Đi bộ hả? Dạ. Trường sao? Cách đây bao đi bao lâu? Không biết nữa. À cách đây cũng gần. Con tránh ra con. Đó. Nhỏ nhỏ rồi, nhỏ nhóc nhóc. Còn đứa lớp 7 kia đi bò cua bắt ốc rồi. Dạ, nó đi cũng được 2 chục mà. Cái 2 chục của đi giờ nó đưa cho em nó mua sữa một bánh rồi. À, vậy cũng giỏi hơn là lớp 7 đi mò cua bắt ốc về mua sữa một bánh cho em ăn. Rồi chị là nếu mà bình thường là chị đi làm biển. Còn anh đi thợ hồ hay phụ? Dạ, phụ. Phụ một ngày bao nhiêu tiền anh? 200 mấy à. 200 mấy? 250. Một tháng đi làm 20 ngày không? Lớp nghỉ. À, một tháng đi làm 250 một ngày, cho anh ăn uống ngày 50, còn 200 10 ngày thì 2 triệu, 20 ngày thì 4 triệu. 4 triệu đó làm sao mà anh nuôi hết cái dàn con anh 5 6 đứa làm sao đủ được.
Đủ không? Đủ rồi. Rồi vợ làm thêm không? Sao ngày xưa biết khổ vậy, mình để bóp bóp thôi, để ba đứa thôi, để giữ rồi. Đâu có biết đâu như vậy đâu. Sao không biết? Trời ơi. Đưa vô đĩa. Lần đầu tiên mà thấy một cái gia đình mà 30 mấy tuổi mà chị sanh lần 6 đứa luôn, em cũng rất là bất ngờ luôn. Em tưởng đâu chuyện này chỉ có ở trên vùng núi không, ở dưới, không ngờ là dưới đồng bằng vẫn gặp luôn. Rồi con có sách vở đi học chưa? Chưa. Còn đứa kia? Dạ chưa luôn. Còn tháng mấy nữa đi học không chị? Dạ, trường nghe nói biểu là đăng ký sách vở mà em chưa đăng ký, tại vì nó không cho mở quà trong nhà trường, cho đăng ký. Cho đăng ký sách vở rồi chỉ trong nhà trường bán ra thôi. Dạ. À, trong nhà trường bán ra bây giờ chưa mua đúng không? Dạ. Nhà có hộ nghèo mà? Dạ có. Hộ nghèo là đi học được miễn phí phải không? Dạ, cũng có đóng tiền giảm 50%. Mà cái khi em mấy đứa kia thì em cũng cho học, em cũng cho nghỉ, không có tiền đóng á. Dạ. Không có sách mua vở rồi cũng cho một nghỉ. Một tháng là một năm là đóng bao nhiêu tiền trường? Dạ. Có. Cái khi em đóng 700 mấy rồi cái khi nó giảm, cái khi ấy thì em cũng khi vô đóng thì em cũng có đóng rồi, cái khi nó cho tiền hộ nghèo nó một tháng vậy cho 100 ngàn rồi xong nó dồn lại nửa năm rồi nó cho được 500-600 vậy rồi cái tiền đó, số tiền đó nó trừ ra. Dạ. Tất nhiên em có đóng á, tại em ra nói cô thông cảm biết hoàn cảnh rồi á, xong cô không cho đóng qua chừng là cô phát tiền cho hộ nghèo là xong cô trừ ra cái số tiền đó cô trừ ra. Dạ. Nhưng em không có đóng. Ừ. Nói chung hộ nghèo thì đi học thì dạ. Cũng không có đóng bao nhiêu tiền, nhưng dạ. Mà chẳng qua là tiền ăn tiền đồ nó nhiều thôi. Dạ. Chứ lần mà 6-7 đứa này nuôi tiền ăn nó cũng đâu phải đơn giản đâu. Mà nó mà chỉ sanh sao mà nó điều trang từng bậc vậy. Đứa này là 12 tuổi phải không? Đứa kia là 13 tuổi. Đứa này 12 tuổi. Còn đứa thứ ba là bao nhiêu tuổi? Nó. Đứa thứ ba đây. Thứ ba không có thằng kia. Bao nhiêu tuổi? Nó mới có 11 12 tuổi gì. Nó chạy trâu á. À để em tính cho chị nghe này, đứa đầu là 13 đúng không? Đứa sau là 12. Dạ thằng kia 12, thằng đây 13. Ông kia là anh, ông phải 13 tuổi chứ. Anh. Anh là 13, dạ. Đây là 12. Còn đứa thứ ba bao nhiêu? Đây, nó kìa. Nó học. Bao nhiêu tuổi con? Nó 51 không ạ. 51 không ạ. Bao nhiêu tuổi? Không nhớ nhưng hả? Dạ nó là, học lớp 2 anh. Là năm 1 không à? Dạ năm 1 không à. Lớp 7, lớp 6, lớp 2 dạ, rồi còn đứa nào? Lại con bé đây nữa. Bé nào nữa? Bé kia lại thằng nhỏ đây nữa. Năm 1 nữa. Năm 1 không à. Không biết ai sợ chị chưa chứ em cũng sợ chị luôn rồi. Nhà đúng không sợ này. Bây giờ em sẽ kiếm cái quỹ nào từ thiện nào cho con chị nó đóng tiền học. Cho trường hợp gia đình chị là chị sanh nhiều rồi chị cũng cố gắng chị nuôi con chị, chứ bây giờ em cũng không có kêu gọi giúp đỡ gia đình chị. Nhưng mà em hỗ trợ là hỗ trợ cái tiền thuốc cho anh đi tha vô để có công ăn việc làm để nuôi con anh thôi. Chứ bây giờ sanh nhiều quá thì chị cũng cố gắng đây, chứ em không có kêu gọi, cái trường hợp là không kêu gọi luôn nha các bạn. Nhưng mà em sẽ hỗ trợ một ít tiền để cho cháu đóng tiền đi học. Và bữa nó gần đi học nó mua sách mua vở đâu. Còn về bệnh tật ốm đau hay gấp rồi mấy trường hợp đó em kêu gọi được. Không kích quỹ từ thiện, không lấy tiền túi cho luôn. Còn những trường hợp mà ốm đau bệnh tật em sẵn sàng em kêu gọi cho chị. Yeah. Cái gia đình chị cố gắng đi. Yeah. À, em tặng chị 2 triệu để có đóng tiền học cho con chị nha. Yeah. Rồi chị cố gắng lên. Rồi thuốc em sẽ gửi cái địa chỉ về cho anh, cố gắng anh lấy thuốc anh thay giùm em nha. Có lấy gửi gì ngoài xã như ở đâu. Gửi về địa chỉ nhà cho em cho anh luôn. Có người gọi chị lấy thuốc nha. Dạ. Dạ lấy thuốc là cố gắng tha là kiếm cái công việc khác làm nha anh. Trời.
kiếm cái công việc nào mà nó không có liên quan tới dơ bẩn của mình làm. Chứ bây giờ làm phụ hồ là nó bị lại, nó bị giờ bữa nó nặng là khổ đó. Thuốc này là miễn phí. Nếu mà người theo mà người ta mua á, là mỗi lần là phải tha phải tốn 2-3 triệu trong vòng 1 tháng á. Còn em xin thuốc này, anh em xin cho anh miễn phí. Anh tha khi nào anh hết bệnh thì thôi. Thầy Hải cũng rất cũng đồng hành cùng Thép rất là nhiều video đi thiện nguyện. Ví dụ như những cái ca nào mà mình những cái hoàn cảnh mà khổ á, thì thầy Hải tiếp sức cho mình là tài trợ tiền thuốc. Cái thuốc đó của thầy làm, thầy tự nghiên cứu ra. Nhiều bạn cũng có nhiều số bạn hỏi Thép là số điện thoại của thầy Hải như thế nào, thì mình sẽ để trong phòng mô tả. Bạn nào mà có bệnh vẩy nến hay những cái bệnh ngoài da lặt vặt á, cứ alo cho thầy Hải, rồi quay video gửi cho thầy, thầy coi thì chữa được thì thầy chữa nha các bạn. Nhưng mà mình đã nói là bệnh vẩy nến ở Việt Nam mình là hiếm người nào mà chữa được lắm, nhưng mà thầy Hải làm được các bạn. Nếu mà bệnh nhẹ, còn bệnh nặng thì cũng bó tay luôn các bạn. Bệnh nặng thì cũng chữa được 70-80% thôi, chúng không có hết được. Nhưng mà bị nhẹ như thế này thì mặt may ra hết. Em xin phép hai vợ chồng em về luôn nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của Thép. Mình xin phép mình về luôn. Cảm ơn. Dạ.